năm mười, mười lăm hai mươi, năm mười, ba mươi. Trời ơi, bà Mười, bà ra đây. Trời ơi. Gì mới sáng bét mắt ra chưa bán ly cà phê nào bà đóng bà kêu tên tôi vậy? Tên cúng cơm của tôi vậy? Hả? Ở đây nè, bà dòm đi. Tại sao người ta kêu tên của bà? Trời ơi, thế sao vậy bà? Sao rác nhà bà không để mà để qua nhà tôi vậy hả? Cái này nhà ai? Dạ bà. Ờ thì đây là trước mặt nhà tôi cũng để đây nhà tôi. Bà có mở mắt bự bà thấy không? Bà nói gì vậy? Nhưng mà bà phải biết là nhà tôi với nhà bà là vuông góc với nhau, thấy không? Giờ mình lịch sự mình không có thể nào để rác ngay chính giữa vậy được hết trơn á trời. Bây giờ không lẽ để ngay đây mỗi lần đi cái bước qua như vậy? Bây giờ phải để ngay đây nè, ngay chính giữa là nó đúng rồi. Bà nói gì nữa? Bà nói như vậy ha. Rồi mỗi lần khách đi vô nhà tôi là phải đi ngang qua đống rác nhà bà trước khi đến sạp nhà tôi, phải không? Ngay nó đi thẳng nó vô nhà bà thôi chứ ai biết gì vòng vòng. Bà ăn nói kỳ cục quá à. Trời ơi bà ơi, bà ăn ở gì là không có sạch sẽ. Gì? Ai ăn ở không sạch sẽ? Bà đó ăn ở không sạch sẽ. Tự nhiên sáng mới thấy bước ra ngoài đường không thấy bịch rác đen thui à. Bà coi được không? Được mới làm chứ không được làm chi. Bà tắm táp làm chi, bà xài dầu thơm làm gì? Vậy không được đi chỗ khác đi. Tức cười quá. Tôi mà có tiền tôi đi. Thì tại sao bà không đem ra sau nhà bà để? Nhà không có chỗ, để đây không lẽ người ta xe rác tới là phải vòng ngược ra sao lấy, ai lấy cho bà. Nói mà tính không có căng cũng nói nữa. Đây có phải là cửa tôi không? Ủa chứ ở đây ra thẳng có phải là cửa tôi không? Bà nói đi. Chị nói đây là cửa tôi. Vậy đây có phải là cửa nhà tôi không? Thôi bây giờ tôi không cãi lộn với chị nhiều. Giờ tôi yêu cầu chị dọn bịch rác này đi. Để đây đi. Đây là điểm tập kết rác của tôi. Đúng giờ xe rác lại lấy. Đi. Không dọn đi đâu hết á. Xách rác tôi bỏ nhà bà nè. Đó, được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Bà không ra tôi bỏ rác nhà bà đó. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Trời ơi, đẹp nè. Thấy chưa? Ở dơ hả? Ở dơ hả? Nhẹ nhàng thôi. Chạy. Thôi. Không có nhẹ nhàng gì hết trơn á. Đó. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp. Hãy để các chuyên gia gỡ rối. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vitamin Hạnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi một cái tình huống hết sức phổ biến. Và nhà này với nhà kia có thể là đây là phần chính của nhà tôi nhưng mà bên kia thì lại là phần phụ của nhà người ta. Nhưng mà chúng ta sống trong một cái môi trường như vậy cho nên điều đầu tiên tôi không nói là ai đúng ai sai mà ở đây hình như ai cũng có cái lý của mình nhưng nó chưa thỏa đáng. Thực ra thì chúng ta là hàng xóm của nhau cho nên tại sao lại ngại ngần thảo luận với nhau, chia sẻ với nhau về cái việc chúng ta để rác như thế nào cho nó hợp lý. Thứ nhất, chúng ta đều là cư dân cho nên cái việc mà chúng ta đựng rác như thế nào và chúng ta sắp xếp rác như thế nào để cho cái người vận chuyển rác đó họ mang đi một cách thuận lợi thì đó là chúng ta đang nghĩ cho cái người hàng xóm. Bởi vì chúng ta để trước nhà và đúng như cái lời giải thích là phải để đó để cho công nhân họ đến họ thu gom rác cho nó tiện lợi. Ai cũng có lý cả. Nhưng mà chúng ta phải có một cái tình cảm đối với nhau. Và đôi khi tôi đã thấy những hình ảnh đẹp là có những người hàng xóm, người này đi vắng, người kia còn sợ công nhân thu rác mà quên á, họ còn chính tay xách cái bịch rác đó để mà đưa tới tận xe để bỏ rác dùng cho hàng xóm. Cho nên đây vấn đề nó không phải là lớn nhưng mà chúng ta hãy thảo luận với nhau. Một bên á, thì canh đúng giờ, gần đúng giờ để chúng ta bỏ rác ra. Và khi bỏ rác thì cũng phải cẩn thận bao bọc nó lại để tránh cái tình trạng là chó mèo có thể lôi ra làm bẩn nhà mình mà còn phiền cho nhà hàng xóm, để mà mình có thể nương tựa vào nhau. Bởi vì ông bà mình vẫn nói bán anh em xa, mua láng giềng gần. Cũng có thể là chúng ta không để rác bằng bịch rác mà chúng ta có thể làm ra một cái thùng mà chúng ta có thể trang trí, sáng tạo ra cái chỗ mà để rác á, để mà chờ công nhân á, đến thu gom rác á. Và khi mà nhà hàng xóm đã thấy chúng ta có thiện chí như vậy thì chắc chắn rằng họ sẽ mở lòng ra hơn. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị được an vui.